Xin chào các bạn, chào bạn các bạn đã đến Datalab. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái mạch để mà chúng ta có thể kiểm tra cái điện áp của tụ ha, điện áp mắc của tụ ha. Ví dụ như một cái tụ mà nó có thông số là 25V hay là 50V hay là 100V gì đó, thì mình không biết cái tụ có chất lượng hay không, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái mẹo nhỏ nhỏ để chúng ta kiểm tra được cái điện áp của tụ ha. Thì ở đây mình có một cái sẵn cái một module đã bán trên thị trường, đó là cái nội một mạch tăng áp. Thì ở đây là cái mình dùng cái nguồn 12V ha, 12V tổ ong, mình đưa vào cái cho cái mạch tăng áp này. Thì ở đây mình sẽ cho điện áp ra là khoảng 200V ha. Thì để mình test những cái tụ nào mà dưới khoảng 200V đấy. Rồi thì mình sẽ mở nguồn kết nối ha. Thì mình có nối cộng trừ vô 12V đây, 12V này cái dắt ở chỗ này ha. Rồi đo cho các bạn coi nè, mở nguồn lên nè, ở đây là 12V ha, 12V này, nhỏ ra là nhiêu, nhỏ ra là 191V ha. Thì mình có thể chỉnh qua cái biến trở của mình ha, 191V, ok. Rồi thì để mà đo thì mình sẽ dùng cái đồng hồ kim để đo, cái đồng hồ kim ha. Hiện tại thì nó đang hiển thị là 191V nè, là mình đang kẹp đồng hồ, hay là mình đang kẹp đồng hồ ở ngõ ra. Thì ở ngõ ra này mình chỉ dùng qua một con điện trở thôi, một con điện trở là 100kg ha, 100 kilo ohm đấy. Thì mình muốn test, hiện tại thì nó đang có điện ha, 100V ha, cũng hơi là cao, nên là chúng ta sẽ ở đây là cái tụ nè, tụ này mờ quá không thấy, nó chán như ta. Đây 25V nè, ngày này như 35V, 25V nè, 25V này là 25, ngày 16 nè, 6V ha, này là 10V, 10V nè. Thì mình thử cái 10V trước ha, mình bỏ vô này, cắn đây nè, mình kẹp hai đầu ha, đúng cộng trừ. Rồi mình sẽ coi đồng hồ, đấy kèm đồng hồ ha. Thì mình sẽ mở nguồn nè, đấy thì nó đang có cái điện áp, đấy điện áp của nó là 50, thì ở đây là 50, nên nó khoảng 15V ha. Thì áp của nó ở đang lưu tụ 15V, ok. Rồi tắt nguồn, nó tụ 25V ha, 25V nè. Cái này hơi bất tiện này, tụ 25V thì mình nên để ở thang 50 ha, kẹp vô mới mở nguồn này. Cái này tụ sẽ bơm dần dần lên ha. Nhà ta 25 ha,
đây 25V ha. Năm 30 luôn, điện áp cần 30 29 thôi, rồi 29 28V rồi. Mình sẽ tắt đây ha, tắt đây. Thì mình sẽ tóm tắt cái video như thế này, nghĩa là mình để mình kiểm tra một cái điện áp tủ á, thì chúng ta sẽ tạo một cái nguồn 300V 200V ha, 200V ở đây, 200V này cộng trừ ha, 25W này, thì mình đưa qua một con điện rỡ, thấy, xong mình đấu vô cái đầu tủ ha, đây là cái tủ của mình, đây ha, đầu này cộng này, này trừ này. Thì ở đây mình sẽ dùng cái đồng hồ đó là volt để mình đo được cái điện áp mà nó nằm ở nó rơi trên cái ống tụ này, khi mà cái điện áp mà nó đi qua nó quá cái tụ này nó sẽ giữ nguyên ha, khi mình cái tụ bị quá áp thì nó sẽ giữ nguyên cái điện áp. Đấy, thì chúng ta sẽ biết được cái điện áp maximum của cái tụ này mà không làm cái tụ này bị hỏng. Đấy, nó như vậy thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã đón xem video.